quyền lực của hội nóc nhà các danh hài Việt, những cái tên như Harry Goon, Nhã Phương đã rất quen thuộc với công chúng, không chỉ vì độ nổi tiếng mà vì đây đều là nóc nhà của hai danh hài đình đám trong showbiz Việt. Mặc dù vấp phải nhiều ồn ào và phản đối, Trấn Thành và Harry Goon vẫn rất cởi mở và chia sẻ về cuộc sống sau kết hôn. Trấn Thành luôn bảo vệ vợ sau những lời bàn tán, có thể thấy nhiều lần Harry Goon bị cộng đồng mạng nói xấu thậm chí là xúc phạm thì Thành luôn là người sẵn sàng đáp trả. Đặc biệt về vấn đề chưa có con, khi Harry Gu bị gọi tên, Trấn Thành lên tiếng rằng đó là do cả hai chưa muốn chứ không liên quan đến chuyện bà xã khó có con. Bên cạnh đó, khi vợ nam danh hài bị nói dừa hơi để nổi tiếng, anh cũng khẳng định bản thân không muốn nghe những lời đó. Sau khi lập gia đình, Harry Gu được Trấn Thành ủng hộ hết mình trên con đường ca hát. Đều là người của công chúng. Nhã Phương và Trường Giang đã có máy ấm hạnh phúc sâu sâu 4 năm về chung nhà. Đến nay, cặp đôi vẫn rất ngọt ngào, tình cảm như thở đang yêu. Trong gia đình, nam danh hài đảm nhiệm trọng trách nấu nướng cho vợ và bé Destiny. Mười khó còn xây dựng một căn biệt thự lớn ở ngoại ô để cả gia đình nghỉ ngơi và trồng rau củ, hoa quả sạch phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của cả gia đình. Kể từ khi về chung một nhà với Trường Giang, nhã phương cũng luôn nhận được sự ủng hộ để tập trung vào sự nghiệp nữ diễn viên còn chia sẻ rằng mình được đứng tên hầu hết các tài sản của gia đình cô cũng cho biết hai vợ chồng luôn tin tưởng nhau tuyệt đối kém nổi tiếng hơn harry Goon và nhã phương nhưng bà xã của lê dương bảo lâm cũng được công chúng vô cùng yêu mến cặp đôi đã cùng nhau trải qua thời gian khó khăn nhất quỳnh quỳnh cũng từng làm trợ lý cho chồng trước khi kinh doanh online khi quỳnh quỳnh bị nhận xét là lụn thuộm Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng bên vực ngay rằng vợ mình là vì chồng, vì con Vợ mình đơn giản chứ không phải luộn thuộm Bà xã Lê Dương Bảo Lâm cũng giải thích rằng mặc đồ bộ và váy rộng sẽ thuận tiện khi chăm con và sinh hoạt Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng nhiều lần tạo bất ngờ cho vợ bằng những món quà cả về tinh thần lẫn vật chất Ngoài ba danh hài trên, mặt văn khoa cũng được biết đến là người chồng vô cùng cưng chiều vợ sau gần 10 năm bên nhau Tới nay khi đã thành công trong sự nghiệp và có thêm con gái ra đời, nam diễn viên đã thuê căn biệt thự to để vợ con có cuộc sống tiện nghi. Đồng thời, anh cũng tích cực kinh doanh để kinh tế được ổn định hơn. Thưa quý vị thân mến và thông tin vừa rồi, cũng đã khép lại video của kênh Việc tin nóng ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn.